Chào thầy và các bạn, em là Trần Tấn Sao, mã số sinh viên 1614-1256. Hôm nay em sẽ thực hiện chương trình trên LCD 20x4 các yêu cầu sau bằng hai cách sử dụng thư viện trong sách và trong phần mềm Pixy. Với các yêu cầu đó là dòng 1 hiện dòng chữ vì xử lý, dòng 2 hiện họ và tên sinh viên tức Trần Tấn Sang, và dòng thứ 3 là hiện bộ đếm giờ phút giây. Thì đầu tiên là em sẽ viết chương trình sử dụng thư viện ở trong sách. Thì thư viện này để có được thì chúng ta sẽ phải gõ thư viện ra và tạo thành một file .c và lưu cho một thư mục trên máy tính. Thì đầu tiên là em khai báo thư viện. Thư viện đây là chúng ta sẽ dùng cho con 16F887. Khai báo cấu hình là tần số cao, sử dụng thời gian delay sung clock là 20 MHz, và dòng này là dòng đường dẫn ra thư viện ở trong giáo trình em lưu ở trong ổ H. Ok, em tiếp theo đến phần khai báo biến. Thì em khai báo 4 biến 8 bit là y, giờ, phút và giây. Tiếp theo em viết chương trình LCD hiển thị. Em sử dụng lệnh LCD command 0.94 với thời gian delay là 100 microsecond. Thực ra thì em có để em nên để là thời gian là delay là 1000 milisecond thì nó sẽ chuẩn hơn, nhưng mà không sao. Em sử dụng lệnh LCD data để xuất ra dữ liệu hiển thị. Ở đây là dữ liệu hiển thị cho hàng chục của biến giờ và hàng đơn vị của biến giờ, và sử dụng lệnh LCD data để xuất ra dấu hai chấm, tức là dấu ngăn cách giữa các biến giờ phút giây. Tương tự như vậy với các biến phút và biến giây. Với lại LCD command 0.97 thời gian delay là 100 microsecond. Và lệnh xuất ra dữ liệu là LCD data hiển thị hàng chục và hàng đơn vị của phút. Tương tự như vậy với biến giây. Cuối cùng là để hiển thị ra dòng chữ vi xử lý thì em sử dụng lệnh LCD command 0.80 thời gian delay là 10 microsecond. Với lệnh là với lệnh xuất dữ liệu là LCD data vi xử lý. Tương tự như vậy để hiển thị ra dòng 2 chữ Trần Tấn Sang thì em cũng sử dụng lệnh LCD command và lệnh xuất dữ liệu là LCD data. Tiếp theo là vào viết chương trình chính thì set check D và set check E. Ngay sau đó thì mình sẽ sử dụng lệnh là LCD setup. Lưu ý là mình phải sử dụng lệnh này ngay sau khi mà thiết lập ra hai chân E và D. Khởi tạo ban đầu thì ta có các biến giây, phút và giờ thì sẽ là số 0. Vòng lặp quay chu khi mà biến giây tăng lên một đơn vị và tăng đến 60 thì biến giây sẽ trở về 0, và biến phút sẽ tăng lên một đơn vị. Khi mà biến phút đến 60 thì biến phút sẽ trở về 0 và biến giờ sẽ tăng lên một đơn vị. Do chương trình ở đây là em viết theo chế độ là 24 giờ. Vì thế mà khi mà giờ bằng 24 thì giờ sẽ trở về bằng 0. Cuối cùng là em set LCD hiển thị và kết thúc chương trình. Ok, vậy là chương trình của em đã xong. Bây giờ là đến phần file mô phỏng. Đây là file mô phỏng thì chúng ta có một con PIC 16F887 để nạp code, một LCD 20x4, một con biến trở với các chân RD0, RD1, RD2, RD4 được thiết lập như ở trong đây. Ok, bây giờ em sẽ đến bài sử dụng thư viện LCD ở trong phần mềm Pixy. Thì đầu tiên là em cũng sẽ khai báo thư viện cho nó 16F887.h, khai báo cấu hình sử dụng thời gian delay là 20 MHz. Dòng này là em khai báo là thư viện LCD trong phần mềm Pixy. Tiếp theo này em define các chân E0, E1, E2, D4, D5, D6, D7 tương ứng với RS, RV và E ở của con LCD 20x4. Ok, đến phần
khai báo biến thì em sử dụng 3 biến là giờ, phút, giây, 8 bit và viết chương trình hiển thị trên LCD. Ở đây thì em sử dụng lệnh LCD Go to XE để mà thiết lập vị trí hiển thị. Ở đây là hàng 1 và cột 1. Đến và sử dụng lệnh LCD Push C để mà mình có thể xuất ra dữ liệu hiển thị trên màn hình LCD. Nhờ trong này là dòng chữ vị trí ní sẽ được xuất hiện ở hàng 1 và cột 1. Tương tự như vậy với dòng chữ Trần Tấn Sang, lệnh LCD Go to XE 21 sẽ hiển thị ở hàng 2 và bắt đầu từ cột 1, và LCD Push C Trần Tấn Sang. Ok. Tiếp theo là đến dòng thứ 3 thì em sẽ sử dụng lệnh LCD Go to XE hàng 3, hàng 3 và cột 1. Và in là dòng chữ giờ. Sử dụng lệnh LCD Push C. Sau và biến này thì sẽ chiếm là 2 ô. Tức là hàng giờ sẽ chiếm 2 ô, vì thế là đến ô thứ 3 là tức hàng 3 cột 3 đây thì em sẽ sử dụng dấu 2 chấm để mà ngăn cách giữa các giờ phút giây với nhau. Tương tự như vậy với phút và giây. Ok. Đến vào phần chương trình chính thì chương trình chính của bài này và so với chương trình chính của cách trước, tức là về cơ bản là hai chương trình chính là có thể nói là như nhau. Em cũng thiết lập các chân D và E. Ở đây thì sử dụng là lệnh là LCD INIT với khởi tạo ban đầu các biến giây, phút và giờ, giờ đều bằng không cả. Sử dụng vòng lặp quay chu thì cách giải thích thì cũng tương tự như bài này đó, cũng không có gì khó cả. Ok, em chạy chương trình. Cả hai chương trình thì đều chạy thành công. Bây giờ là đến phần mô phỏng. Ok. Vậy là đã thỏa mãn yêu cầu của đề, đó là dòng 1 hiển thị chữ vi xử lý, dòng 2 thì hiển thị dòng chữ Trần Tấn Sang và dòng 3 là hiển thị bộ đếm giờ phút giây. Do em chỉnh thời gian delay là rất là nhanh để có thể tua nhanh cho mọi người thấy, cho nên là ở đây thì đồng hồ chạy rất là nhanh. Để có thể chính xác thì mình sẽ sử dụng kiến thức trong môn thực tập vi xử lý timer định thời thì nó sẽ đếm một cách rất là chính xác. Nhưng mà do là đây là chỉ là mô phỏng thôi, vì thế là các bạn có thể viết chương trình một cách đơn giản, không có chính xác được. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.